Chào mừng các bạn đến với trại chó GV. Thì công cuộc chăm sóc chó con rất là nhiều công việc. Qua giai đoạn chó con được chó mẹ chăm sóc hầu như là hoàn toàn về việc ăn, thì đến giai đoạn này là giai đoạn chó con tập ăn. Thì ở giai đoạn chó con tập ăn thì chó con nó sẽ rất là bẩn, và chúng ta cần hỗ trợ cho mẹ làm sạch cho chó con. Bởi vì chó con tập ăn thì ngoài cái bẩn do đồ ăn nó bám vào thì còn có việc lê la, rồi chó con nó vệ sinh ra. Nếu mà để chó mẹ nó phải làm vệ sinh hoàn toàn cho chó con thì chó mẹ dễ bị các cái vấn đề rối loạn về tiêu hóa. Và đến giai đoạn chó con tập ăn thì chó mẹ nó cũng hầu như là nó sẽ không dọn nữa. Thì để mà vệ sinh cái bộ lông cho chó con, giữ cho chó con nó sạch sẽ để phòng bệnh, thì chúng ta lại không tắm được. Khi mà con chó nó lớn lên rồi thì mình tắm nó rất là dễ dàng, nhưng ở cái giai đoạn này là cái giai đoạn nhạy cảm. Cái sức đề kháng của con chó con nó không được tốt như là khi mà nó đã lớn. Thì cái việc vệ sinh cho chó con, thay vì tắm cho chó con thì mình sẽ phải lau bằng khăn ẩm. Đấy, các bạn có thể thấy lau từng chút một. Rất nhiều việc cần phải làm khi mà chăm chó con. Nó tương tự như là trong gia đình có con thơ. Các bạn có thể thấy được là đằng sau những cái con chó con mà khi mà về với chủ mới, thì cái người chủ chăm cái đàn chó con ấy phải làm rất rất nhiều việc để có một đàn chó con khỏe mạnh khi mà xuất đàn. Ở cái video này thì đàn chó con ở ngày tuổi thứ 27. Mình cho nó tập ăn được mấy ngày rồi. Đồ ăn của chúng nó là hạt ngâm và xay nát ra dạng bột và cho ăn loãng. Thì nhìn vào cái biểu cảm của con chó con thì các bạn có thể thấy là ở cái ngày tuổi này là chó con nó đã biết rồi đấy, vui vẻ hay là nô nghịch nhau. Tuổi này là cái tuổi rất là yêu mà hơi bẩn chút. Qua các cái video mà trại chó mình làm để mà chia sẻ cũng như là hướng dẫn cho các bạn mới chăm chó sinh sản, thì các bạn khác cũng có thể thấy được là những cái công việc khi mà chăm chó sinh sản nó không đơn giản như là mình nghĩ. Rất là nhiều công sức và nhiều tâm huyết nữa. Để có một đàn chó con khỏe mạnh, nó đã rất là nhiều tâm huyết rồi. Và để có một cái đàn chó con nó thông minh
và nó hiểu ý người, nó quấn quýt, tức là cái biểu cảm của nó ấy tốt, thì còn cần nhiều tâm huyết nữa. Bởi vì ở cái giai đoạn đầu tiên mà cho con nó phát triển cái trí thông minh, gọi là phát triển cái não của nó ấy, thì cho con mà được tiếp xúc với người càng nhiều, chúng ta giao lưu với nó nhiều, giao lưu với nó càng nhiều thì nó sẽ phát triển càng tốt về cái trí thông minh, nó cũng như trẻ con ấy. Như ở trẻ con thì chúng ta có thể thấy là nếu mà trẻ con mà nó được chơi với trẻ con và được chơi với người lớn nhiều thì những đứa trẻ đấy cái biểu cảm của nó sẽ rất là tốt và nó sẽ thông minh hơn. Tất nhiên là so với lại cùng một đối tượng nhé, chứ không phải là so về cứ cái đứa nào chăm tốt mà nó thông minh hơn. Cái đấy nó còn do vào cái vấn đề di truyền của gia đình ấy nữa. Đây, các bạn có thể thấy là ở cái ngày tuổi thứ 27 này thì chúng nó đã rất là biết nhiều thứ, đang phê đấy. Thì cái video này rất là dài, cũng là một cái mà trại mình làm để mà lưu lại những cái kỷ niệm với cái đàn chó này. Khi mà chúng nó lớn lên thì có thể xem lại. Cho nên nếu mà các bạn nào mà muốn ngắm từng con của đàn chó này thì các bạn bấm vào các cái phần chia ở trong video nhé. Video này thiếu mất đứa đầu tiên. Lau cho đứa đầu tiên xong thì mới nghĩ ra là quay lại cái video để chia sẻ với mọi người. Thành ra là lại bị thiếu mất nó. Thì mời các bạn cùng xem video và ngắm chó. Sau đây thì mình sẽ để nhạc nền. Rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi thường xuyên các video của trại chó Rottweiler Gervy. Và xin gửi lời chào sớm đến các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tới. Cảm ơn các bạn.